Nguyễn Hoàng xin chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại với kênh bán nhà chính chủ Sài Gòn. Thì hôm nay Nguyễn Hoàng đang có mặt tại mặt tiền đường của đường Bà Hôm. Ở đây thì hiện tại đang thuộc phường 13 quận 6 của chú anh chị nha. Ở trước mặt của chú anh chị mình là mặt tiền đường nha cô chú anh chị ha. Hướng này thì cô chú anh chị mình sẽ di chuyển về bên ngay chỗ góc ngã tư giữa đường Bà Hôm giao với lại An Dương Vương và đường tỉnh lộ 10 nha cô chú anh chị. Để mình hướng đi về bên mũi tàu Phú Lâm của chú anh chị và hướng về bên chợ cây da xà của chú anh chị nha. Còn cái hướng ngược lại này là cô chú anh chị mình sẽ di chuyển về bên vòng xoay Phú Lâm nha. Hướng này di chuyển về vòng xoay Phú Lâm, về cua cấp mắt Phú Lâm, rồi chợ Phú Lâm của chú anh chị. Đó, mình hướng đi qua quận 11 ha, hướng đi qua quận 5. Đó, để mình di chuyển về các quận trung tâm của chú anh chị. Đó, trước mặt cô chú anh chị mình di chuyển lên tí thôi, mình rẽ phải là đường số 10 nha cô chú anh chị. Đường số 10 thì cô chú anh chị mình về bên ngay chỗ khu ẩm thực ăn uống cư xá Phú Lâm của chú anh chị nha. Ở nhà mình hiện tại đang thuộc cái con hẻm 217 của đường Bà Hôm. Ở đây thì hiện tại đang thuộc phường 13 quận 6 nè, gần ngay chỗ cái Di Động Việt nè cô chú anh chị. Ở trước mặt cô chú anh chị mình là cái Di Động Việt nè, bán trả góp nè cô chú anh chị. Hẻm này là hẻm 217 của chú anh chị nha. Ở hướng này vô bên trong, mình tới cái hẻm đầu mình rẽ tay phải để mình đi vô vị trí ngôi nhà của mình nha. Bên này là shop thú cưng nè cô chú anh chị ha. Ở shop bán thú cưng ha. À, bán về thức ăn đó của chú anh chị. Và mình tiêm ngừa nha của chú anh chị nha. Đó, hướng này vô bên trong đó của chú anh chị mình rẽ phải nha, là mình đi về vị trí ngôi nhà của mình. Thì ngôi nhà hôm nay mà Nguyễn Hoàng sắp review cho chú anh chị mình đó, đang được chủ kêu bán với mức giá đó là 2 tỷ 100 triệu của chú anh chị. 2 tỷ 100 triệu, giá vẫn còn thương lượng mạnh của chú anh chị nha, giá vẫn còn thương lượng mạnh nha. Thì nếu cô chú anh chị nào quan tâm cái ngôi nhà này có thể liên hệ Nguyễn Hoàng với số điện thoại 0901 7963 79 nha cô chú anh chị. Còn nếu cô chú anh chị nào đang có bạn bè người thân mình đang quan tâm, mình có thể chia sẻ cái video này nha. Nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để mình xem được nhiều video sớm nhất cô chú anh chị. Ở đây là hẻm một sẹt nha cô chú anh chị nha. Hẻm một sẹt của 217 đường Bà Hôm thuộc phường 13 quận 6. Hướng này di chuyển vô bên trong đi thông luôn cô chú anh chị. Mình đi thông ra bên ngay chỗ trục đường số 10 luôn nha. Ở căn nhà của mình thì mình sẽ rẽ tay phải ngay chỗ góc này ha. Đầu hẻm thì có quán tạp hóa nè quý anh chị. Đầu hẻm có quán tạp hóa nè. Ở cái nhà màu xanh xanh ha, quán tạp hóa nha. Đó, hướng này vô bên trong nè. Hướng này vô bên trong của chú anh chị mình để trái nha. Là mình sẽ đi vô vị trí ngôi nhà của mình. Đó, cô chú anh chị mình sẽ cách khoảng cỡ 3 căn nhà thôi, 1 căn, 2 căn, 3 căn là mình ra mặt tiền đường của đường Bà Hôm. Ở ra đó mình rẽ phải thì mình đi về bên vòng xoay nha. Vòng xoay Phú Lâm rồi chợ Phú Lâm. Đó, còn hướng vô bên trong đây á, thì cách khoảng cỡ 3 căn thôi là mình rẽ tay trái là mình tới cái ngôi nhà của mình nha. Ở hẻm này thì hẻm thông nha cô chú anh chị. Hẻm này thì đi thông ha. Đó, vô bên trong đó đi thông nha. Còn cái hẻm này á, thì cô chú anh chị mình sẽ đi thông đi bên 239 của đường Bà Hôm nè. Đó, hướng này di chuyển vô, mình rẽ trái cái mình đi thông ra 239 Bà Hôm. Hướng đi qua bên phường 13 quận 6 nha cô chú anh chị. Ở ngôi nhà mà hôm nay Nguyễn Hoàng sắp review cho chú anh chị mình có kết cấu một trệt hai lầu sân thượng nha, gồm tổng cộng là hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh nằm ở dưới tầng trệt nha cô chú anh chị. Em nghe anh bảo rồi. Đâu em ít làm thuê lắm, làm bán không. Rồi chưa, đang chuẩn bị á anh chạy đi anh, em nắm chủ á. Chốt luôn á anh ơi, giá chốt luôn á, chống rồi anh, đang chống rồi. Không khách gì chủ ở gần đó mở cửa. Rồi chốt em nhắn anh liền, chốt em nhắn anh liền. Không, em đang quay bán ở đây thì em đang quay bán mà chưa đéo, để em quay cái đó tí gửi anh đi, để em quay cái anh được. Dạ rồi. Ở cái hướng này của chú anh chị mình di chuyển ra hẻm 239 của trục đường Bà Hôm nha. Ở hẻm này hẻm thông nha của chú anh chị. Ở khu vực này là khu dân cư hiện hữu nha của chú anh chị ha. Ở đây thì xây được một trệt ba lầu nè của chú anh chị. Và riêng cái ngôi nhà của mình đó là đã xây là một trệt hai lầu sân thượng rồi. Ở căn nhà của mình là cái căn trước mặt của chú anh chị mình đây. Đây là căn này ha. Ở cái này là lầu 2 này của chú anh chị. Ở bên trên đó cái sân thượng nha. Hiện tại là đang là cái sino nha của chú anh chị. Ở đây hiện tại là đang là cái lan can của chú anh chị nha.
ở cái lan can. Lan can đó khoảng cỡ chừng là 1m2 đến 1m5 đó cô chú anh chị. Ở đường trước nhà của mình đây. Ở đây cô chú anh chị mình di chuyển ra nè. Mình ra mặt tiền đường, đường tỉnh, đường Bà Hôm nha. Còn ở đây là đường trước nhà của mình đây. Đường trước nhà của mình thì rộng khoảng cỡ chừng 2m5 đến 3m nha. Còn cái hướng này thì mình đi cũng đi thông luôn nè. Hướng này thì hẻm này nó cũng rộng, nó rộng chắc khoảng có 3m hơn ha. Để mình đi thông qua bên 239 của đường Bà Hôm nha cô chú anh chị. Ở đây căn nhà của mình đây cô chú anh chị nha. Căn nhà của mình hiện tại đang có cái địa chỉ là 217/4E, đường Bà Hôm thuộc phường 13 quận 6 nha. Một trệt hai lầu sân thượng cô chú anh chị nha. Gồm tổng cộng là hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh nằm ở dưới tầng trệt nha cô chú anh chị. Căn này thì cô chú anh chị mình về mình làm thêm một cái nhà vệ sinh ở trên lầu 2 nữa là mình ở là ok luôn cô chú anh chị ha. Căn này thì cô chú anh chị nào mà mình tiện á, mình mua về mình ở là quá tuyệt vời luôn. Được cái là hai lầu đúc bê tông cốt thép hết cô chú anh chị. Nhà mình là lầu đúc bê tông cốt thép ha, và mái là mái đúc bê tông cốt thép luôn cô chú anh chị ha. Toàn bộ ngôi nhà của mình là đúc bê tông cốt thép kiên cố nha cô chú anh chị. Ở ngôi nhà đang sở hữu bề ngang là 2m56 nha, và chiều dài vô trong là gần 5m nha cô chú anh chị. Nhà này thì hiện tại là chủ chỉ có làm một lớp cửa thôi, đó là một lớp cửa lùa ha, một lớp cửa lùa hai bên lùa vô nha cô chú anh chị nha. Ở cửa này là cửa sắt kéo cô chú anh chị. Bên này thì có mấy ống thông gió nè cô chú anh chị. Nhà mình á thì ở bên dưới này là 2m56 nha, 2m56 dài vô là gần 5m. Nhưng mà lên bên trên lầu 1 và lầu 2 và sân thượng á, thì ở đây nó sẽ trải dài thêm được 1m2 nè. Là riêng ở trên lầu 1, lầu 2 và sân thượng á, là chiều dài của mình nó lên tới 6m luôn cô chú anh chị. 6m hơn ha. Nó lên tới 6m hơn luôn. Ở đây chắc ở đây tính từ góc tường này nè, ra tới ngoài đây là tầm khoảng cỡ chừng 1m2 nha cô chú anh chị. Tầm khoảng cỡ chừng 1m2 đến 1m3 nha. Thì lên bên trên lầu 1, lầu 2 và sân thượng thì nó dài hơn. Nó dài chắc khoảng cỡ chừng hơn 6m cô chú anh chị. Ở một trệt hai lầu sân thượng ở bên trên gồm hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh ha. Nhà đang có hướng chánh là thuộc hướng bắc của chú anh chị nha. Hướng chánh của ngôi nhà mình là thuộc hướng bắc ha. Ở căn này thì có sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng. Ở mức giá phải nói là quá rẻ rồi của chú anh chị ơi, chỉ nhỉnh hơn 2 tỷ một tí thôi là của chú anh chị mình sẽ sở hữu ngay một cái ngôi nhà này ha. Và giá này thì chủ vẫn còn thương lượng nữa của chú anh chị nha. Đó, còn thương lượng mạnh nha. Cô chú anh chị nào quan tâm liên hệ cũng hoàn ngay nha. 217 nè, sẹt 4E nè, đường Bà Hôm thuộc phường 13 quận 6 nè cô chú anh chị. Ở nhà thì được trang bị là lớp cửa kéo nè. Phía trước này thì có hệ thống đèn luôn nè cô chú anh chị ha. Nhà mình thì thềm nhà sẽ cao hơn so với lại cái thềm đường là khoảng cỡ chừng là 2 tấc rưỡi đến 3 tấc nha cô chú anh chị. Và ở giữa này thì chủ cũng có làm một cái lại nè. Cái lại bê tông này của chú anh chị để mình lên xe ha. Đó, mình dắt xe lên nó cũng thoải mái của chú anh chị nha. Nhà mình thì điện nước là nước chính của nhà nước ha. Đó, đồng hồ điện, đồng hồ nước của nhà mình nó nằm ở bên trong này nè. Đó, đồng hồ nước đây. Còn đồng hồ điện của nhà mình nó nằm ở đây nha. Đó, hệ thống đèn này của chú anh chị đầy đủ hết nha. Đó, đồng hồ điện đây, đồng hồ nước thì nằm ở bên dưới. Gạch thì hiện tại là chủ đang ốp cao ráo lên nha của chú anh chị. Ốp cao lên tầm khoảng có 1m nha. Hai bên tường ốp cao lên tầm 1m. Trước mặt của chú anh chị mình là cái cầu thang để mình di chuyển lên bên trên lầu 1 và lầu 2 và sân thượng. Toilet thì nằm ở bên tay trái này. Và trước mặt nữa là khoảng không gian khu vực gian bếp nha của chú anh chị. Thì nhà mình đường cái là đúc bê tông cốt thép của chú anh chị ha. Là nên cô chú anh chị mình sẽ thấy nha, những cái cây đà nè. Đà này là đà bê tông cốt thép nha. Ở giữa sẽ là cái quạt. Quạt trần của chú anh chị nha. Quạt trần ở giữa nha. Ở hệ thống đèn này của chú anh chị. Nhà này đúc rất là kiên cố luôn. Cô chú anh chị mình mua về mình ở là ok luôn cô chú anh chị nha. Đó, đúc bê tông cốt thép toàn bộ luôn cô chú anh chị. Ở vô bên trong đây thì sẽ là khoảng không gian khu vực cầu thang nè, khu vực toilet thì nằm ở bên tay trái này nè cô chú anh chị. Để Hoàng bật đèn lên cho cô chú anh chị mình xem nha. Đây khu vực toilet của nhà mình đây. Đó, gạch ốp cao ráo lên tới bên trên luôn. Đó, ốp cao lên tầm khoảng có chừng 2m hơn cô chú anh chị. Có vòi sen nè. Ở bên dưới thì chủ nhà trang bị là bồn cầu nè của anh chị. Gạch ở dưới là gạch nhám nha. Cửa thì hiện tại đang xài là cửa nhựa của anh chị ha. Cửa này là cửa nhựa nha.
khu vực để máy giặt thì hiện tại là chủ cũng có thiết kế sẵn ở đây nè, cái đường ống này của chúng chị, để của chúng chị mình thiết kế cái máy giặt ở đây ha. Ổ điện thì nằm ở bên trên này nha. Nhà mình thì điện nước là nước chính của nhà nước nên cô chú anh chị mình xài thoải mái luôn cô chú anh chị. Chủ có làm thêm sẵn cho cô chú anh chị mình một cái bồn nước ở đây luôn nè. Bồn nước này của chú anh chị có cái máy bơm đẩy luôn ha. Có máy bơm đẩy bên trên luôn. Hệ thống đèn đồ đầy đủ hết cô chú anh chị. Ở đây thì ngôi nhà mình là gần ngay chỗ chợ Phú Lâm, gần ngay vòng xoay Phú Lâm ha, rồi gần ngay chỗ cô cấp mắt Phú Lâm luôn, rất là thuận tiện trong cái việc mà mình di chuyển về các quận trung tâm nha của chúng chị. Thì nếu của chúng chị nào quan tâm thì liên hệ với Hoàng ngay nha, để mình qua mình xem nha. Ngôi nhà đang sở hữu bề ngang là 2m56 và chiều dài là gần 5m của chúng chị. Lên bên trên lầu 1 và lầu 2 và sân thượng thì cái chiều dài của ngôi nhà mình nó lên tới hơn 6m luôn của chúng chị nha, hơn 6m luôn. Đó là tính từ cái cây cột nó ra đó là hơn 6 mét luôn của chú chị đó, tính từ đó ha, mà trải dài vô tới bên trong đây là hơn 6 mét nha. Thì ở bên dưới tầng trệt là nó gần 5 mét rồi, lên bên trên đây nó thêm 1 mét, nó dài thêm 1 mét, gần 1m2 đến 1m3 đó cô chú chị, nên cái chiều dài ở trên lầu 1 và lầu 2 và sân thượng nó sẽ dài hơn ha. Ở trước mặt của chú chị mình là khoảng không gian khu vực ban công nè, khoảng không gian khu vực cửa sổ nha. Đó, có cái cửa lùa luôn nè cô chú anh chị, có trang bị rèm cửa luôn nha. Đó, có vực tre, khu vực trang bị rèm cửa ở đây luôn nè cô chú anh chị. Đó, xài chủ xài là cửa gỗ luôn. Mấy cái cây này là mấy cái cây đà nha cô chú anh chị, đà bê tông cốt thép ha. Ở bên trên trần nó cũng vậy nè. Đó, mấy cái cây đà rất là bự luôn á cô chú anh chị, nhà này đúc rất là kiên cố luôn. Thì cô chú anh chị nào quan tâm thì liên hệ với Hoàng ngay nha. Nhà này mức giá phải nói là quá rẻ rồi cô chú anh chị ơi. Sổ hồng riêng nha cô chú anh chị, hoàn công đầy đủ nha. Bê tông cốt thép nha cô chú anh chị, sàn bê tông cốt thép nha, mái bê tông cốt thép luôn. Cầu thang thì hiện tại là chủ đang làm cầu thang bằng sắt nha. Cầu thang bằng sắt, tay vịn bằng sắt, đi rất là nhẹ luôn cô chú anh chị. Em bảo rồi. Em đang ở đây luôn nè, 217 sạc 4 e bờ hơn mà. 217 sạc 4 e bờ hơn mà. Anh tới đâu? Anh đi tới đầu hẻm 217 đi, em đi bộ ra em đón cho. 217 bờ hơn rồi. Đúng rồi, phường 13 quận 6. Rồi. Ở đây là lầu 2 nha cô chú anh chị. Khu vực này là khu vực lầu 2 ha. Ở trước mặt của chú anh chị mình là cửa sổ nha. Ở cửa sổ nha cô chú anh chị, có khung bảo vệ đồ đầy đủ hết ha. Đường ống đi máy lạnh thì chủ đã đi sẵn ở đó rồi, thì cô chú anh chị mình về mình thiết kế cái máy lạnh ngay chỗ góc này luôn. Để mình sử dụng luôn ha. Nói chung là mỗi phòng như vậy thì nó cũng khá là rộng đó cô chú anh chị. Khoảng là 1 2 10 viên gạch đó cô chú chị, gạch này gạch 40 sẽ khoảng có 4 mét cô chú chị nha, 4 mét hơn ha, khoảng có 4 mét hơn cô chú chị, tính từ đây qua đó là khoảng có 4 mét hơn. Có cửa sổ, có rèm cửa đồ đầy đủ hết cô chú chị. Ở bên trên trần nè, trần là những cái cây đà nè cô chú chị, cây đà bê tông cốt thép nha. Nhà mình là đúc bê tông cốt thép nên rất là kiên cố luôn. Hệ thống đèn đồ đầy đủ hết cô chú chị mình về là mình sử dụng thôi. Hai phòng ngủ cô chú chị, một khoảng không gian sân thượng để cô chú chị mình có thể mình phơi đồ, mình trồng cây ở bên trên này nha. Thì bây giờ ông Hoàng sẽ di chuyển lên bên trên cái khoảng không gian sân thượng ở bên trên cô chú chị nha. Đây, khoảng không gian này là không gian sân thượng nè cô chú chị. Ở bên trên là cái mái tôn nè, mái này là mái tôn của chú anh chị. Ở đây thì cô chú anh chị mình về mình có thể mình trồng mấy cái cây ở đây cũng được nè.
Cục nóng thì cô chú chị mình thiết kế mình để trên đây luôn. Đó, cục nóng thì mình để trên đây ha. Còn ở đây là khoảng không gian khu vực sân thượng nha. Đó, cửa là cửa sắt nha cô chú chị, hai bên tường đó cao lên. Đó, xây gạch tường cao lên tầm khoảng có 1m2 cô chú chị. Khu này thì khu dân cư hiện hữu của chú chị nha. Đó, nhà xây cao tầng nè, một trệt hai lầu sân thượng không. Cái di động việc đó là mặt tiền đường của đường Bà Hôm của chú chị ha. Từ vị trí nhà mình ra mặt tiền đường đường Bà Hôm thì chắc khoảng có chừng là 50 mét thôi của chú chị, là mình ra ngay chỗ cái mặt tiền đường đường Bà Hôm rồi. Còn nếu mà mình đi nè, mình hướng đây nè, hướng mình đi thẳng lên đó, mình tới cái nhà xanh đó mình rẽ phải ha, rồi ra ngoài kia mình rẽ trái là mình ra mặt tiền đường đường Bà Hôm ha. Đó, để cô chú anh chị mình hướng đi về bên vòng xoay Phú Lâm nè, về bên chợ Phú Lâm nha cô chú anh chị. Còn hướng bên này á, thì mình đi di chuyển về bên ngã tư giữa đường Bà Hôm, An Dương Vương và tỉnh lộ 10 cô chú anh chị, ngay chỗ góc bánh bò bánh tiêu của cô chú anh chị nha, khu bánh bò bánh tiêu của cô chú anh chị nha. Hẻm nhà mình hẻm thông cô chú anh chị, đây hẻm này mình di chuyển ra đó mình rẽ trái nha, là mình sẽ đi thông ra bên kia. Cái mặt tiền kia đó là mặt tiền 239 của đường Bà Hôm cô chú chị nha. Đó, đi thông ra 239 đường Bà Hôm nha. Ở ngay cái nhà đó, ngay cái nhà đó là mặt tiền đường đường Bà Hôm đó cô chú chị. Ở bên hẻm 239 Bà Hôm á, một sẹt á. Hẻm đó hẻm xe hơi. Ở đây cũng đi thông được nè. Hẻm này đi thông luôn. Nói chung là hai hẻm đều được đi thông được hết cô chú chị. Ngang của ngôi nhà mình là 2m56 và chiều dài là gần 5m cô chú chị. Có kết cấu một trệt hai lầu và sân thượng ở bên trên, gồm tổng cộng hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh nằm ở dưới tầng trệt. Ở ngôi nhà này hiện tại đang có hướng chánh là thuộc hướng bắc của chú chị ha, có sổ hồng riêng hoàn công đầy đủ nha, một trệt hai lầu sân thượng nha, đúc bê tông cốt thép của chú chị. Mức giá mà chủ đang kêu là 2 tỷ 100 triệu, giá này thì vẫn còn thương lượng ha, 2 tỷ 100 triệu giá vẫn còn thương lượng. Cô chú chị nào quan tâm liên hệ Nguyễn Hoàng để mình qua mình xem cái ngôi nhà này ha, ưng ý mình gặp trực tiếp chính chủ để mình thương lượng về cái giá cả nha. Ở sổ hồng riêng nha cô chú chị ha. Ở nhà đúc bê tông cốt thép kiên cố lắm cô chú chị. Ở đây thì gần ngay chỗ chợ Cây Gia, chợ Phú Lâm nè. Ở hướng này thì về bên chợ Phú Lâm, còn hướng bên tay trái này cô chú chị mình về bên chợ Cây Gia Xà ha. Hướng này về bên chợ Cây Gia Xà. Ở hướng này thì về bên chợ Phú Lâm, hướng về bên vòng xây nha cô chú chị. Sổ hồng riêng nha cô chú chị nha. 2 tỷ 100 triệu. Cô chú chị nào quan tâm kết nối ngay với Nguyễn Hoàng. Và bây giờ thì Nguyễn Hoàng xin chào và hẹn gặp lại cô chú chị mình ở clip tiếp theo.